Ngày 4 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam theo các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn đối với Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh 1983, trú tại xã Trù Hộ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, về tội giả mạo trong công tác quy định tại điểm C, khoản 2, điều 359 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, ngày 2 tháng 3 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự giả mạo trong công tác xảy ra tại xã Trù Hộ, huyện Lục Ngạn năm 2015. Việc khởi tố là kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự lạm dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hợp Thành, xã Trù Hộ, huyện Lục Ngạn năm 2015, đã được khởi tố vào tháng 1 năm 2023. Quá trình điều tra xác định năm 2015, Nguyễn Thị Thu Hằng là công chức địa chính xây dựng, công tác tại xã Trù Hộ, huyện Lục Ngạn, được phân công nhiệm vụ làm hồ sơ, thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao, bị can Hằng đã làm hồ sơ cấp giấy tờ đối với thửa đất có tên là Ao To, thuộc thôn Hợp Thành, xã Trù Hộ, huyện Lục Ngạn, cho anh DVC, sinh 1978, trú tại xã Trù Hộ, huyện Lục Ngạn. Sau đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi do phát hiện có sai phạm trong quá trình lập hồ sơ, tham mưu ban hành cấp giấy quyền sử dụng đất cho anh C và do không đúng trình tự quy định của pháp luật. Ngày 4 tháng 3, Bộ Y tế có thông báo báo chí làm rõ những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 07/2023 trên NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 3 tháng 3 nhằm sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021 trên NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế. Theo Nghị định số 07/2023 trên NĐ-CP, giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến 31 tháng 12 năm 2021, được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đối với số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro đã được cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến 31 tháng 12 năm 2019, được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các tổ chức đã được cấp giấy phép nhập khẩu số lưu hành trang thiết bị y tế phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng, số lượng, chủng loại, mục đích sử dụng của trang thiết bị y tế. Bộ Y tế sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra và thu hồi giấy phép nhập khẩu số lưu hành trang thiết bị y tế đối với các trường hợp vi phạm quy định về quản lý trang thiết bị y tế. Ngày 4 tháng 3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin chỉ ra nguyên nhân tại sao các đối tượng đòi nợ trên không gian mạng lại nắm được thông tin của con nợ, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của con nợ. Theo phòng PA05, hành vi đòi nợ với thủ đoạn khủng bố tinh thần người vay trên mạng và qua gọi điện thoại có liên hệ mật thiết với hoạt động tín dụng đen trên mạng. Đây là hình thức biến tướng của tín dụng đen truyền thống. Các đối tượng lợi dụng môi trường mạng tiếp cận nạn nhân nhiều hơn. Các băng nhóm tín dụng đen trên mạng còn núp bóng với danh nghĩa công ty tài chính, công ty tư vấn luật và tạo ứng dụng app web cho vay nặng lãi trực tuyến, qua đó tổ chức mua bán thu hồi nợ của người vay tiền. Phòng PA05 cho biết người vay tiền và người thân đồng nghiệp bị khủng bố đòi nợ là khi làm hồ sơ phải điền các thông tin cá nhân kèm ảnh. Người vay phải cung cấp tài khoản mạng xã hội hay các thông tin nhạy cảm khác thì mới được vay. Khi vay qua app, người vay được yêu cầu phải cho app quyền truy cập khai thác trên điện thoại di động như danh bạ, hình ảnh, ổ nhớ, nội dung dữ liệu khác. Việc cho tặng thông tin của người cần vay cũng đồng nghĩa với việc đã rơi vào cái bẫy của các đối tượng. Các đối tượng sao chép dữ liệu người vay về máy chủ và chọn lọc thông tin, nhất là danh bạ điện thoại, hình ảnh nóng của nạn nhân để đòi nợ khi cần. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng và tổ chức thực hiện đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước và khu vực, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo và các sở ngành của thành phố Hồ Chí Minh xây dựng thuyết minh đề án được Hội đồng Tư vấn đánh giá đạt và hiện đang được Ban biên soạn điều chỉnh đề án theo ý kiến đóng góp của Hội đồng Tư vấn để trình phê duyệt ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong năm 2023, Hội đồng sẽ tập trung thực hiện các hoạt động như thực hiện đề án tổng thể và các đề án thành phần, phối hợp lựa chọn cơ sở giáo dục đại học đủ điều kiện tham gia đào tạo nhân lực trình độ quốc tế theo đơn đặt hàng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sau khi đề án thành phần được nghiệm thu, định kỳ tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện đề án theo từng năm, những vấn đề phát sinh và giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện.
đồng thời khẩn trương triển khai hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với 9 đề án thành phần thuộc đề án tổng thể, đảm bảo tiến độ được phê duyệt và theo đúng tinh thần hợp đồng nhiệm vụ đã ký kết. Triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước và khu vực. Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh hội đồng là tổ chức liên kết tất cả sức mạnh trí tuệ của các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, các trường đại học phải phát triển cùng với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi kinh tế nhiều nước châu Âu khá ảm đạm về tổng thể, còn kinh tế ở châu Á Thái Bình Dương được dự báo sẽ tránh được suy thoái vào năm 2023. Theo dự báo từ đơn vị hỗ trợ chính sách BSGU của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC, nếu như năm 2022 lạm phát ở khu vực châu Á Thái Bình Dương là 5,8%, cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khi đạt đỉnh 6,6%, thì trong năm nay lạm phát khu vực sẽ giảm xuống 3,9% trước khi giảm tiếp xuống 2,7% vào năm 2024. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của khu vực sẽ sớm tăng cao hơn mức 2,6% năm 2022 lên 3,1% trong năm nay nhờ các cơ hội thuận lợi như mở cửa biên giới và hoạt động kinh doanh cũng như sự gia tăng tiêu dùng cá nhân. Mọi dự báo kinh tế đều có thể bị điều chỉnh. Tuy vậy, BSGU kỳ vọng triển vọng thương mại của khu vực sẽ sáng sủa hơn vào năm 2024. Trong đó có sự kỳ vọng nền kinh tế lớn nhất trong khu vực là Trung Quốc sẽ phục hồi vào nửa cuối năm 2023 khi bắt đầu hoạt động ổn định. Mặc dù U20 Việt Nam đã giành được 2 chiến thắng liên tiếp trước Australia và Qatar, nhưng cục diện bảng B vẫn còn chứa đựng nhiều bất ngờ, nên thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần sự tập trung cao độ ở trận đấu cuối với U20 Iran. Sau trận thắng 2-1 của U20 Việt Nam trước U20 Qatar, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết cần tính toán kỹ, 6 điểm chưa chắc có vị trí đầu bảng hay thứ nhì nếu không có kết quả tốt ở trận đấu tiếp theo và U20 Australia thắng U20 Qatar. Cả 3 đội sẽ có cùng 6 điểm. Bây giờ cần tính toán kỹ lưỡng cho trận đấu với U20 Iran 3 ngày nữa. Hiện tại U20 Việt Nam đang có 6 điểm, U20 Iran và U20 Australia có cùng 3 điểm. Theo thể thức thi đấu, nếu các đội bằng điểm sẽ tính các chỉ số phụ giữa các đội. Yếu tố đầu tiên xét đến là chỉ số bàn thắng, bàn thua. Theo đó, nếu U20 Việt Nam thua U20 Iran và U20 Australia thắng U20 Qatar, nguy cơ bị loại rất cao. Bởi lúc đó, cả 3 đội có cùng 6 điểm, nhưng chỉ số phụ của U20 Việt Nam đang thất thế hơn đối thủ. Trong 2 trận vừa qua, U20 Việt Nam thắng U20 Australia 1-0, song đội bóng xứ chuột túi lại đánh bại U20 Iran 3-2. Do đó, nguy cơ bị loại vẫn có thể xảy ra. U20 Việt Nam cần giành ít nhất 1 điểm trước U20 Iran để cầm chắc tấm vé vào tứ kết. Kiệt tác tranh sơn dầu Manat Mitkinser 2 của họa sĩ Nga Vasily Kandinsky đã được bán đấu giá và đạt mức giá sau cùng là 45 triệu đô la Mỹ. Theo nhà đấu giá Sotheby's, đây là tác phẩm có mức giá cao nhất trong số các tác phẩm của nghệ sĩ này. Tác phẩm ra đời vào năm 1910, ghi lại quang cảnh đầy màu sắc về ngôi làng Manat của Đức với những tháp chuông nhà thờ trải dài như những đỉnh núi trên dải Alps. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu bước ngoặt phong cách của họa sĩ bậc thầy người Nga sang thể loại tranh trừu tượng. Tác phẩm này đã từng được trưng bày ở phòng ăn của cặp vợ chồng người Do Thái Johanna Magerston và Sebastian, những người sáng lập một công ty dệt may. Tác phẩm bị thất lạc nhiều năm sau khi ông Sebastian qua đời năm 1935 và mới chỉ được xác nhận lại cách đây 10 năm trong một bảo tàng ở thành phố Eindhoven của Hà Lan, nơi trưng bày tác phẩm từ năm 1951.